tiến tới đây luôn, nó cũng nằm trong cái bộ PM này thôi. Thì nó gọi là bảo dưỡng theo điều kiện, hay còn gọi là predict. Thì ở cái tình huống này chúng ta thực hiện làm gì? Chúng ta đi giám sát với mong thiết bị. Giám sát để làm gì? Để kiểm tra nó, đo lường thông tin, thành thu thập thông tin dữ liệu về nó. Rồi chúng ta dùng thống kê, chúng ta dùng thống kê học để phân tích nó và chuẩn đoán nó. À, chúng ta thấy ở đây người ta nói ví dụ như đo những thông số về phòng rung này, nhiệt độ này, rồi ẩm trở gì đó, sóng thế này đó. Và chúng ta thống kê phân tích, chúng ta sẽ phát hiện ra xu hướng sắp xảy ra ở máy của thiết bị. Chúng ta sử dụng máy móc gần như là tối luôn. Chúng ta sẽ dự báo là một tuần nữa cái mạch đạn này nó sẽ phải thay thế, và chúng ta lên kế hoạch một tuần nữa dừng nó, giống như cái F1 vậy đó, dừng một phút để thay mạch đạn đó. Và chúng ta xài gần như 90-95% cái giá trị của cái phụ tùng. Thì đây là phương pháp rất là hay. Chúng ta mới thấy nè, cái môn này tôi thích, cái này tôi thích là tại sao? Chúng ta ra quyết định bảo trì, bảo dưỡng máy móc đúng thời điểm, và nó gọi là có khoa, chứ không phải trên cái nền tảng mà từ từ. Ngay cả cái việc mà anh em mình có bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, chúng ta vẫn phải tham khảo tài liệu, chúng ta vẫn phải thống kê, chúng ta mới có được những cái tiêu chí về thời gian mà chúng ta bảo dưỡng. Thì đã thống kê thì thôi, tôi vẫn thích cái phương pháp này hơn. Hàng ngày chúng ta đi đo, ví dụ như người ta giống như bác sĩ đi đo người á, hàng ngày đo tim, đo nhịp tim đúng không, đo huyết áp để thống kê. Và rồi bác sĩ mới thấy được anh này có nguy cơ cao huyết áp, bác sĩ sẽ điều trị. Hoặc là anh này huyết áp tốt, bình thường dao động ở mức 102-103 ok, 102-103 trên 80 tuyệt vời, nhịp tim là từ 70-80 là tuyệt vời. Nha. Còn anh này lúc thì 60, lúc thì 80, lúc thì tùm lum hết. Vậy là anh này có vấn đề. Người ta thống kê, còn người ta thấy được xu hướng đó. Máy móc cũng thế. Hàng ngày người ta sẽ đo cái độ ồn của nó. Để làm gì? Khi máy móc nó rơ thì tiếng ồn nó cao hơn. Chắc chắn luôn. Tiếng ồn nó sinh ra là do va đập. Và cái độ rơ nó càng cao thì độ ồn càng cao. Điều đó có nghĩa là cái độ rơ của anh khi mà tiếng ồn tôi đo, giả sử cái máy anh hoạt động bình thường là 50 decibel. Tôi đo mới có lần 50 decibel, 50 thời gian mỗi ngày đo vẫn cứ 50, tôi vẽ là một điểm 50, 50 đùng ra lâu lâu lên 52 53, nó lên từ từ. Tôi đi đo ngày đầu nó 50, có ngày nó xuống 49, ngày 51 ra tôi vẽ lên đây, nó cứ giao động tương đối ở đây. Ok, máy móc vẫn đạt tốt, mất gì phải xử nó. Nhưng mà một ngày nào đó hai cái cầu nó bắt đầu xu hướng như thế này. Giả sử ta có những cái tài liệu chúng ta nói khi mà độ ồn nó đạt tới 70 decibel, ví dụ vậy nha, là cái này xem như hư. Vậy thì khi ta đo độ ồn mà nó đang đi như thế này thì chúng ta biết sao? Độ rơ nó tăng rồi. Điều này có nghĩa là sắp lên tới 70 rồi, để lên tới đây là hư mấy. Vậy thì trong cái khoảng thời gian này là tôi phải lo được thay. Vậy thì tôi tính toán nha, một tuần nữa mày có thấy mày cái ổ pin này cho tao, ổ pin ký hiệu này để ta và anh em sản xuất làm sao làm tăng ca gì đó cho tôi có nửa giờ vào cái tuần sau phải thay cái này. Và chúng ta thấy cái phụ tùng thiết bị ở đây nó xài được rất là ngon lành và không lệ thuộc vào thời gian. Nếu máy này chạy nhiều thì nó sẽ nguy cơ tới đây sớm và chúng ta thấy, nhưng nếu nó chạy thì nó còn lớn nhiệt độ thế. Khi nào phải chăm nhớ, khi nào phải bơm mở bọ, chúng ta sẽ thấy nó phụ thuộc vào nhiệt độ. Khi mà cái ma sát nó tăng lên, tức là cái độ ôi trơn nó không còn tốt, thì nhiệt độ nó tăng. Còn chúng ta thì sao? Cứ định kỳ sát cái đầu bơm đi, bơm nhớ, bơm dầu, bơm mở.
và không cần biết mỡ nó còn hay hết. Thậm chí là có thể nó chạy nhiều quá, nó đã khô rồi, giờ nó mới đi bơm. Nhưng có những cái nó còn mới tinh nè, bởi vì nó chạy đâu có nhiều đâu, vẫn cứ bơm. Nhưng người khác thì ta sao? Người ta lại theo dõi cái nhiệt độ đó. Vài ba ngày cứ đo lên, đo, thấy nhiệt độ xu hướng tăng rồi, tới giờ phải bơm mỡ cho nó rồi. Thế là chúng ta bơm xong, chúng ta chưa chắc ăn bơm xong, đo tiếp thấy nhiệt độ nó tụt đây rồi, ok, chỉ mày. Nghe là ổn. Chúng ta thấy, đó là cái cách để chúng ta dự báo cái thời điểm cần phải đổ dự và rất phù hợp. Mang tính khoa học. Mà chúng ta chỉ cần biết cách thu thập thông tin, rồi thống kê, sau đó là nhìn cái xu hướng của nó. Trong thống kê học nó có hai cái công cụ. Một, nó gọi là phân loại ra hai loại thống kê. Đó là thống kê mô tả, hai là thống kê suy đoán. Thế là chúng ta muốn biết cái máy nó đang tình trạng nào, chúng ta thống kê mô tả, chúng ta biết được máy nó đang tốt. Nhưng mà chúng ta thống kê theo nhiệt độ, theo tiếng ồn, theo độ rung như nào đó, thì người ta sẽ biết được là những cái chi tiết này nó đang gặp vấn đề gì, nó đã chuẩn bị tới đâu, tới đâu, và chúng ta đã có kế hoạch thay thế nó. Thường chúng ta dự báo trước đó một tuần, hai tuần, và thời gian nó dư sức để mà chuẩn bị phụ thuộc vào thời điểm có người hay cái, mà chúng ta không cần phải lên kế hoạch cụ thể. Thì đó chính là cái người ta gọi là bảo trì dự báo, hay là bảo dưỡng dự đoán.